Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự 12 giờ trưa ngày 23 tháng 8 được phát sóng trực tiếp từ thủ đô Hà Nội. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Trong chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Australia đã có cuộc gặp mặt vào tối ngày 22 tháng 8 với hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài đang kinh doanh tại đây. Dệt may vốn được đánh giá là ngành hưởng lợi nhiều nhất từ hiệp định CPTPP. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2019, lượng đơn hàng của nhiều công ty chỉ bằng 70% so với năm ngoái. Tình trạng khô hạn thiếu nước đang khiến cho tỉnh Quảng Trị bị mất mùa. Chính quyền địa phương đã triển khai biện pháp khắc phục nhưng nắng hạn vẫn đang diễn ra khốc liệt. Thưa quý vị, cần tạo nên sự ổn định và niềm tin để tăng cường hoạt động thương mại trong thời gian tới. Thủ tướng Australia Scott Morrison đã khẳng định như vậy tại cuộc gặp mặt vào tối ngày 22 tháng 8 với hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài đang kinh doanh tại đây. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8. Tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Scott Morrison cho rằng Việt Nam hiện rất quan trọng với Australia và Australia cũng rất quan trọng với Việt Nam. Ông rất ấn tượng với đà tăng trưởng cao của Việt Nam và cho rằng điều này không đến từ may mắn mà chính là từ sự lao động chăm chỉ và tận tụy của người dân Việt Nam. Đây là kết quả của hơn 30 năm đổi mới và Việt Nam còn có thể làm nhiều hơn nữa. Thủ tướng Scott Morrison cũng nhất trí Việt Nam và Australia đã cùng chia sẻ những cam kết và hưởng lợi từ Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, một hiệp định mà Việt Nam có vai trò rất quan trọng. Trong số hơn 100 doanh nghiệp tham dự cuộc gặp mặt, có những doanh nghiệp đã góp phần thúc đẩy cho quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực ngân hàng, giáo dục, logistics. Do đó, theo Thủ tướng Morrison, trong thời gian tới, nếu hai bên cùng đẩy mạnh hợp tác, thì kim ngạch thương mại song phương sẽ còn tăng cao hơn nữa. Hiện, Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam. Thương mại song phương năm 2018 đạt mức 7,6 tỷ đô la Mỹ. Đại diện cho tiếng nói doanh nghiệp, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã đề xuất việc thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Australia-Việt Nam làm đầu mối cho khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy thương mại và kinh doanh. Bên cạnh đó là những gợi ý hợp tác hai bên để thúc đẩy doanh nghiệp tham gia vào nền kinh tế số và tăng trưởng bền vững. Chuyển sang những thông tin vui cho nền kinh tế của Việt Nam. 2019 có khả năng sẽ là năm tốt nhất trong lịch sử về thu hút FDI của Việt Nam. Thông tin được rút ra từ báo cáo kinh tế Việt Nam 7 tháng đầu năm của ngân hàng United Overseas Bank UOB. Số liệu nghiên cứu của UOB cho rằng Việt Nam đang trở thành điểm sáng của châu Á giữa bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng trên thị trường thế giới. Kể từ đầu năm đến tháng 7, Việt Nam đã ghi nhận hơn 2.000 dự án mới, tăng 25% so với cùng kỳ và là con số kỷ lục trong một năm. Dự báo trong năm nay, vốn FDI vào Việt Nam đang trên đà vượt mức là 20 tỷ đô la Mỹ với mức tăng trưởng 4,7%. Trong đó, Trung Quốc là quốc gia rót vốn FDI nhiều nhất vào Việt Nam, chiếm gần 25% tổng dòng vốn. Đây là cột mốc đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn so với 2 năm trước, khi dòng vốn này trước đây bị chi phối mạnh bởi Hàn Quốc và Nhật Bản. Hơn 30 doanh nghiệp Việt được áp mức thuế bằng không. Với thuế suất này, chắc chắn trong thời gian sắp tới, xuất khẩu tôm vào thị trường Mỹ sẽ tăng mạnh, là tin vui cho ngành tôm của Việt Nam. Đây là thành quả tốt nhất trong 13 lần xem xét hành chính. Kết quả vừa được Bộ Thương mại Mỹ DOC công bố vào rạng sáng nay trong đợt xem xét hành chính thứ 13. Mức thuế của hai bị đơn bắt buộc là công ty Sao Ta của Sóc Trăng và công ty Nha Trang Seafood đều là 0% và các doanh nghiệp còn lại cũng là 0%. Và SEP cũng cho biết mức thuế DOC vừa công bố chứng tỏ các doanh nghiệp tôm của Việt Nam trung thực trong hoạt động, khai báo số liệu kinh doanh tới DOC đầy đủ, chính xác và kịp thời. Dệt may từng là ngành được tính toán sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Tuy nhiên, thực tế qua 6 tháng đầu năm, lượng đơn hàng của nhiều công ty chỉ bằng 70% so với năm ngoái. Và tại những thị trường mới trong số các nước tham gia CPTPP như là Canada hay là Australia, ngành dệt may Việt Nam mới chỉ có được từ 3 đến 4% thị phần. Đã đầu tư thêm nhà máy tại khu vực phía Bắc để bắt làn sóng từ các hiệp định thương mại. Thế nhưng hiện nay, hai nhà máy của công ty này tại Hà Nội và Hải Phòng đang rơi vào tình trạng thiếu đơn hàng. Các cái nhà sản xuất, các cái nhà đầu tư cũng để đón đầu có thể là tận dụng từ những cái lợi thế về các cái hiệp định thương mại. Nhưng đấy là kỳ vọng thôi. Còn thực tế hiện nay thì cái nguồn hàng để tăng trưởng lên
để cho phục vụ cho những cái năng lực mới tăng lên đó là hầu như là chưa có. Chính từ cái chỗ chưa có đó thì nó dẫn đến một cái sự thiếu hụt so với công suất sản xuất hiện nay. Quy định của CPTPP đánh đúng vào điểm yếu nhất của ngành dệt may, đó là yêu cầu phải có xuất xứ từ sợi tại chính các nước trong khối này. Theo chuyên gia, quy định này đã khiến các nhà nhập khẩu liên tục dịch chuyển các đơn hàng từ Việt Nam sang Bangladesh hay Ấn Độ bởi lợi ích Việt Nam được hưởng từ ưu đãi thuế quan vẫn chưa rõ ràng. Phần lớn các cái nguyên vật liệu của doanh nghiệp mình thì mình mua từ Trung Quốc rất là nhiều, trên 90% là mình mua từ Trung Quốc. Và Trung Quốc thì nó không có nằm trong các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà mình ký. Các khách hàng nước ngoài đó, trước đây họ đặt ở Việt Nam, thì bây giờ họ có xu hướng là chuyển sang các nước mà nó thỏa mãn cái điều kiện về quy tắc xuất xứ để được hưởng ưu đãi về thuế. Vì vậy cho nên cái đơn hàng của mình giảm rất là nhiều trong 2 năm gần đây. Trong hơn 5 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu từ Việt Nam vào khối CPTPP trong 6 tháng đầu năm nay, Nhật Bản chiếm phần lớn nhất 3,8 tỷ đô la Mỹ, tiếp theo là Canada và Australia. Tuy nhiên, giữa Nhật Bản và Việt Nam đã có hiệp định song phương từ trước, vì vậy thực tế những thị trường mới chưa thực sự được quan tâm. CPTPP đó thì có những cái thị trường mới, thí dụ Canada, Úc, những cái thị trường này tương đối nhỏ, cho nên chính vì vậy đó mà các doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm nhiều đến cái thị trường của các nước trong CPTPP. Theo nhận định, những cú hích cho ngành dệt may Việt Nam vào CPTPP vẫn có thể được tạo ra. Vấn đề là doanh nghiệp cần tìm được nguồn cung nguyên liệu bền vững. Chưa kể, dự báo các chuỗi giá trị dệt may của Việt Nam cũng đang được hoàn thiện nhờ dòng vốn FDI chảy vào liên tục, tập trung vào sản xuất sợi và vải. Các trường học, bệnh viện, đơn vị cung ứng dịch vụ công sẽ lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán ứng dụng QR, cho phép sử dụng thiết bị di động và thẻ ngân hàng để thanh toán. Ngân hàng nhà nước sẽ triển khai dịch vụ này trên toàn quốc. Cụ thể, chi nhánh ngân hàng nhà nước cấp tỉnh có trách nhiệm chủ động nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố triển khai có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công. Trọng tâm ưu tiên trong thời gian tới là lĩnh vực y tế và giáo dục. Theo đó, các đơn vị này sẽ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin cho phép ghi nhận thông tin cần thanh toán như là số tiền, mã hồ sơ khách hàng để người sử dụng truy cập các ứng dụng, thực hiện trả tiền thông qua các thiết bị di động, internet, ví điện tử, tương tự như là việc thanh toán hóa đơn tiền điện, cước viễn thông hiện nay. Càng về cuối năm, cuộc đua tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng sẽ càng quyết liệt hơn. 4 ngân hàng quốc doanh vừa quyết định giảm lãi suất cho vay 0,5% một năm với các doanh nghiệp ưu tiên. Các ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ hơn khó có thể cạnh tranh về lãi suất cho vay với các ông lớn ngành ngân hàng. Vậy họ sẽ làm thế nào để có thể thúc đẩy tăng trưởng tín dụng? Ngay sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Doanh nghiệp này vừa quyết định chuyển sang vay vốn một ngân hàng cổ phần, dù lãi suất nhỉnh hơn ngân hàng quốc doanh. Tuy nhiên, thủ tục vay vốn được hỗ trợ giải quyết nhanh hơn với nhiều ưu đãi trong thanh toán. Ngân hàng ra một chính sách và cái chính sách đấy hầu như khóa cứng trên từng doanh nghiệp. Và bây giờ mình có một cái cơ chế có lẽ là cởi mở hơn, có nghĩa là hai bên cùng nói chuyện với nhau và cùng thảo luận trên những cơ chế đấy. Và cái tính chất để đạt được khoản vay nó sẽ mềm dẻo hơn khá là nhiều. Còn doanh nghiệp này nhận được gói quảng cáo miễn phí từ ngân hàng khi vay vốn. Đáng lẽ doanh nghiệp phải bỏ ra khoảng 100 triệu đồng để chạy quảng cáo ở các màn hình LED trong các tòa nhà, sân bay. Nhưng nay thì không mất xu nào. Từ khi mà chúng tôi được hỗ trợ chạy trên frame LCD thì doanh thu trung bình của chúng tôi tăng khoảng 3%. Để cạnh tranh, nhiều ngân hàng còn thiết lập bộ phận phân tích tình hình thị trường nhằm đưa ra những tư vấn cụ thể cho doanh nghiệp, đồng thời tập trung vào thị trường ngách, có nghĩa là tạo ra những ưu đãi riêng cho từng ngành nghề, từng lĩnh vực cụ thể theo định hướng phát triển riêng của ngân hàng. Tại sao cái việc mà phát triển theo cái ngành nghề trọng tâm này nó lại tạo ra một cái sự khác biệt? Bởi vì chúng tôi có một cái bộ phận phân tích theo ngành và thường xuyên update tất cả các thông tin này đến cho các đơn vị kinh doanh và cho lực lượng bán. Và phát triển lực lượng bán theo cái xu hướng rằng là họ sẽ trở thành những chuyên gia tư vấn tài chính cho doanh nghiệp. Ví dụ đối với cả một doanh nghiệp xuất nhập khẩu thì mình có thể tư vấn cái hình thức thanh toán, mua bán ngoại tệ. Ví dụ họ có nguồn thu thì họ sẽ bán cho ngân hàng forward chẳng hạn. Nếu như mà mình dự báo là cái tỷ giá nó ổn định, thế còn nếu như trong trường hợp mình dự báo là tỷ giá lên, thì đối với cả doanh nghiệp cần mua thì lúc đấy mình lại tư vấn cho khách hàng là mua forward. Song song với việc cho vay, một số ngân hàng cũng đang xây dựng hệ sinh thái để kết nối các doanh nghiệp trong cùng ngành nghề nhằm gia tăng khả năng bán hàng cho doanh nghiệp. Bởi nếu doanh nghiệp làm ăn tốt, đồng nghĩa ngân hàng có khả năng thu hồi khoản vay, hạn chế nợ xấu.
chuyển sang phần điểm báo trong nước và quốc tế. Brazil và Việt Nam dẫn đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu cà phê là nội dung được đăng tải trên các hãng thông tấn báo chí nước ngoài như là Reuters, News 24, Vesti Finance. Các bài viết cho biết, trong những năm qua, thị trường cà phê thế giới đã có nhiều thay đổi, nhưng cà phê Brazil và Việt Nam vẫn tăng trưởng ổn định với năng suất vượt xa các đối thủ như là Colombia, Trung Mỹ và Châu Phi nhờ vào những tiến bộ trong cơ giới hóa và kỹ thuật nhân giống cây trồng. Theo ước tính, sản lượng cà phê của Brazil và Việt Nam hiện chiếm 50% tổng sản lượng trên thế giới, tăng mạnh so với mức của 33,3% 20 năm về trước và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng. Theo Nhật báo Vân Nam của Trung Quốc, 7 tháng đầu năm 2019, trong khi xuất khẩu nông sản Việt Nam có dấu hiệu giảm sút, thì xuất khẩu cao su vẫn duy trì mức tăng trưởng bền vững cả về lượng lẫn giá trị. Theo thống kê của Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương Việt Nam, từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2019, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 764.000 tấn, trị giá 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,2% về lượng và 4,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Còn theo báo An ninh Thủ đô của Việt Nam, Nhật Bản đã tiếp nhận gần 40.000 lao động Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2019. Cụ thể, theo thống kê của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, qua 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam có gần 80.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 66,19% kế hoạch của năm 2019. Thị trường lao động Nhật Bản đứng đầu danh sách, trở thành điểm đến hấp dẫn của lao động Việt Nam. Thu nhập tốt, môi trường làm việc thuận lợi là những yếu tố hút lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc. Trong phần tiếp theo của chương trình, tình trạng khô hạn thiếu nước đang khiến cho tỉnh Quảng Trị bị mất mùa. Chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục, nhưng nắng hạn vẫn đang diễn ra khốc liệt. Xuất phát từ niềm đam mê và ý thức muốn góp phần bảo vệ môi trường, một nữ nghệ nhân tại Vĩnh Long đã thu mua tận dụng nguồn giấy vụn báo cũ để tái chế và cho ra đời các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Xin được tiếp tục chương trình thời sự. Vào sáng ngày 22 tháng 8, tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, 1.000 lá cờ Tổ quốc đã được trao cho ngư dân 16 xã vùng biển. Đây là món quà của gia đình nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Hội Thiện nguyện Thành phố Hồ Chí Minh dành cho bà con ngư dân nhằm tiếp sức động viên tinh thần cho ngư dân yên tâm ra khơi bám biển. Mỗi con tàu của ngư dân ra khơi đánh bắt thủy hải sản mang theo lá cờ Tổ quốc là cột mốc sống giữa biển, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời củng cố thêm tình yêu quê hương đất nước trong mỗi chuyến vươn khơi bám biển. Thưa quý vị, hiện nay các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đang có hơn 17.000 hecta cây trồng bị khô hạn thiếu nước. Nếu trời tiếp tục không mưa thì diện tích sẽ tăng lên là hơn 26.000 hecta trong những ngày tới. Đặc điểm của đợt nắng nóng lần này là gió Tây Nam thổi mạnh khiến lượng nước bề mặt ao hồ sông suối bốc hơi rất là nhanh. Nhiều hồ đập đã cạn kiệt và tỉnh Quảng Trị mặc dù chính quyền địa phương đang triển khai các giải pháp quyết liệt để có thể giảm thiểu thiệt hại cho người dân nhưng khó mà có thể cứu được diện tích khô hạn. Để trồng được 1 hectare đậu xanh như thế này, người dân ở vùng núi Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị phải đầu tư từ 17 đến 20 triệu đồng. Nhưng giờ đang ở trong tình trạng cây có trái mà lại không có hạt. Toàn huyện Đắk Rông trồng được trên 400 hectare lúa, gần 500 hectare màu. Hiện có khoảng trên 200 hectare lúa và trên 400 hectare màu đang trong tình trạng mất trắng. Ở đây chủ yếu giống sống ở nhờ đất, lúi tới cũng nhờ đất hết mà có cái gì trở đông mà thu hoạch được. Nó có tiền để mà trả tiền cây tiền phai này, thậm chí có nhà chứ mất trắng nhưng mà tiền phai tiền cây cũng phải trả. Để bù đắp lại cái sản lượng, huyện tập trung chỉ đạo và sản xuất vụ đông để bù đắp lại cái sản lượng cũng như diện tích đã do ảnh hưởng của hạn hán. Hiện tại toàn tỉnh Quảng Trị mực nước các hồ đập đang khô kiệt, đã có trên 7.500 hecta lúa bị hạn, trong đó có trên 2.000 hecta bị cháy và khả năng mất trắng. Diện tích hoa màu và cây công nghiệp bị khô hạn là trên 3.000 hecta, trong đó mất trắng là trên 1.000 hecta. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng kế hoạch để tham mưu Ủy ban tỉnh có những chính sách hỗ trợ cho nông dân, đặc biệt là liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm đầu ra. Chúng tôi cũng kiến nghị về phía trung ương, về phía tỉnh có cái đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống điện thủy lợi, đặc biệt là hệ thống thủy lợi cho cây trồng cạn. Trước thực trạng trên, tỉnh Quảng Trị đã triển khai đắp hàng chục đập và đặt trên 100 máy bơm để cứu lúa cũng như hoa màu. Tuy nhiên, nắng hạn vẫn đang còn diễn ra khốc liệt.
Đến thời điểm này, mực nước lũ tại đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn ở mức thấp. Theo phân tích của một số chuyên gia, thì mực nước ghi nhận tại trạm Tân Châu, An Giang vào 2 ngày qua cho thấy nước lũ đổ về rất yếu và vẫn còn ảnh hưởng mạnh của thủy triều Biển Đông. Lũ thấp và về muộn, người dân vùng đầu nguồn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do sinh kế bị ảnh hưởng. Bây giờ coi như là đồ đạc là chuẩn bị sẵn rồi, không có nước là lên đồng đó. Trông như mẹ đi chợ về mà. Mỗi năm trễ gì là gầm tháng 7 này là trên đồng là người ta chạy ghe, chạy máy được hết rồi. Trong đợi hơn một tháng rưỡi qua, ông Phương vẫn chưa thể đặt lợp cá chạch vì nước lũ chưa về. Bỏ ra hơn chục triệu đồng để mua mấy trăm cái lợp, giờ để không. Đây là ở không là nhiều đó. Lợp cua, lợp cá, đánh bắt trên đồng đồ, dục lưới cá chạch đồ người ta cũng không làm được. Nhà ông Lễ nằm ngay ngã ba sông, giáp biên với nước bạn Campuchia. Chỗ này từ tháng 6 âm lịch hàng năm đã ngập sâu, giờ vẫn tùm cỏ dại. Ông Lễ từng có hơn 400 cái lợp cá lóc, nhưng đã bán gần hết. Phần vì sức khỏe, phần vì thấy cuộc sống phụ thuộc vào con nước quá bấp bênh. 40 năm trên, tới bây giờ luôn không có năm nào như nước năm nay. Mấy người mà nghề đồng là vất vả luôn, không có nếu không có nước là vất vả chứ luôn. Dụng cụ khai thác thủy sản nằm bờ, chợ xã vì thế cũng thiếu vắng hầu hết các loại sản vật đặc trưng của mùa lũ. Khu bán cá chỉ có cá nuôi, khu bán rau thì hầu hết là rau trồng. Không có cá linh đâu, không có một con luôn. Trời ơi, năm rồi thì lũ nó cao đó, thì giờ tháng này có rồi, mà năm nay nước không có. Không có luôn, không có để bán luôn á. Đâu có bông gì đâu để bán, con súng không có luôn á. Năm nay con súng không có, chưa có. Chừng điển có, chừng ít sạch ra, chừng ký 2 ký, người ta hái cực lắm, không có bông. Đây là những cọng bông súng đồng hiếm hoi ở chợ. Và có lẽ cũng là quá ít để trở thành điểm nhấn cho bức tranh đang kém sắc của chợ xã vùng đầu nguồn. Sản vật mùa nước nổi khan hiếm cũng đồng nghĩa rất nhiều người không có thu nhập trong lúc nông nhàn. Thưa quý vị, ngày tựu trường đang đến rất gần rồi và cùng với các địa phương khác trong cả nước, ngành giáo dục tỉnh An Giang đã chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới. Tại các nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, việc xây dựng, sửa chữa trường lớp và vận động học sinh đến lớp đang được thực hiện khẩn trương. Để tựu trường đúng theo kế hoạch ngày 19 tháng 8, trường tiểu học Lê Trì chuẩn bị đảm bảo cơ sở vật chất, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới. Ngoài ra, nhà trường còn có những hoạt động thiết thực để hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ngay từ đầu năm học. Thì đa số là người dân tộc chiếm trên 65%. Ở các cái điểm lẻ như là điểm Sóc Tức thì chiếm trên 84%. Có rất nhiều cái học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thì ngay từ năm học này thì nhà trường cũng đã thống kê các em hộ nghèo, những cái đối tượng càng khó khăn. Thứ nhất là sẽ phối hợp với cái hội khuyến học của xã để trợ cấp khó khăn cho em này. Năm học 2019-2020, toàn huyện Tri Tôn có 62 điểm trường từ bậc mầm non đến trung học cơ sở với 872 lớp. Các điểm trường đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể địa phương để động viên, khuyến khích các bậc cha mẹ học sinh đưa con em tựu trường đúng theo kế hoạch. Tôi chuẩn bị cho cháu xong rồi, như xe đạp, tập sách, muốn cháu hiểu biết với người ta, không để cho nó dốt. Đối với học sinh, là học sinh trong cái độ tuổi đến trường, cần huy động nhất là cấp mầm non mẫu giáo, học sinh 5 tuổi, cần huy động đến trường 100%. Còn đối với tiểu học thì nhất là các em 6 tuổi, 7 tuổi chưa ra lớp là giao cho trường trung học cơ sở với cái tỷ lệ là theo kế hoạch là phải đảm bảo 100%. Năm học 2019-2020, toàn huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang có gần 26.400 học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở. Về đội ngũ giáo viên thì toàn huyện có 1.311 người, đáp ứng nhu cầu giảng dạy ở các cấp bậc học trên địa bàn huyện. Kỳ thi tay nghề thế giới 2019 đã chính thức khai mạc tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga với sự tham gia của 1.355 thí sinh ở 56 nghề. Thông điệp của kỳ thi này là chung tay cùng cộng đồng toàn cầu cải thiện thế giới bằng sức mạnh của kỹ năng nghề. Đây là kỳ thi Việt Nam có thí sinh tham gia đông nhất với 19 thí sinh ở 18 nghề. Kỳ thi sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 8.
Trong 6 lần tham gia thi tay nghề thế giới, đoàn Việt Nam đã giành được 2 huy chương đồng ở nghề giải pháp phần mềm công nghệ thông tin. Xuất phát từ niềm đam mê và ý thức muốn góp phần bảo vệ môi trường, trong 3 năm qua, tận dụng nguồn giấy vụn hay là báo cũ, chị Bùi Ngọc Ánh Tuyết ở phường 9, thành phố Vĩnh Long đã thu mua để tái chế và cho ra đời hàng nghìn sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Từ đôi tay khéo léo, tài hoa của chị đã tạo thêm một dòng sản phẩm mới độc đáo phục vụ người dân. Ít ai nghĩ những chiếc giỏ sách, bình cắm hoa, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đổ sọt, quà lưu niệm, các vật dụng trang trí trong nhà đều được làm bằng nguồn giấy tái chế từ ý tưởng khởi nghiệp của chị Bùi Thị Ánh Tuyết ở phường 9 thành phố Vĩnh Long. Lúc đầu thì do mình đam mê, mình tính làm những cái sản phẩm để mình chơi là chủ yếu. Nhưng mà sau này thấy sản phẩm nó đẹp, với lại nó chắc, nó bền nữa, cho nên là mình có ý tưởng là mình sản xuất ra. Sau khi cắt nhỏ những mảnh giấy, xe tròn, cái đan giấy sẽ được đan thành những sản phẩm handmade với mẫu mã đa dạng. Nhờ khiếu thẩm mỹ cùng đôi tay khéo léo, đến nay chị Tuyết đã thiết kế trên 300 mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ không thấm nước từ giấy vụn. Thấy làm nó cũng sạch sẽ. Mà tôi làm được cái một sản phẩm nào thì tôi cũng rất vui. Mà sản phẩm này cũng ổn định nữa. Trung bình mỗi tháng, chị xuất bán khoảng 500 sản phẩm, chủ yếu là cho các trường học và khu du lịch trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, với sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu giấy, chị đang đàm phán để ký kết hợp đồng với các đối tác sản xuất 20.000 sản phẩm xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Đây là cơ hội không chỉ mở ra một hướng đi mới giúp chị Tuyết khởi nghiệp hiệu quả, mà còn góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động ở địa phương. Từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific sẽ tăng chuyến đáp ứng hơn 240.000 chỗ bay nội địa để phục vụ dịp nghỉ lễ 2 tháng 9. Các đường bay được tăng cường chỗ nhiều nhất là giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và điểm du lịch như là Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc. Các hãng khuyến nghị hành khách nên mua vé trên web, ứng dụng di động hoặc là tại các phòng vé đại lý chính thức, yêu cầu xuất đơn thanh toán để đảm bảo không mua phải vé giả, vé bị nâng giá. Vâng, dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 và Tết Trung Thu sắp đến gần thì Đà Nẵng chắc chắn là một điểm đến khó có thể bỏ qua với du khách. Bởi không chỉ với du khách trong nước, Đà Nẵng còn được bình chọn là một trong 3 điểm du lịch hàng đầu của du khách Hàn Quốc trong dịp Trung Thu này. Kết quả dựa trên khảo sát của Skyscanner, trang web tìm kiếm du lịch hàng đầu thế giới, Đà Nẵng là điểm du lịch lý tưởng, mang đến cho du khách cảm giác thư giãn. Trung Thu là ngày lễ lớn ở nhiều nước châu Á và phần lớn người dân sẽ lựa chọn đoàn tụ bên gia đình. Tuy nhiên thì rất nhiều người Hàn Quốc cho biết họ muốn đến Đà Nẵng trong dịp này. Các địa điểm được yêu thích như là bãi biển Mỹ Khê, Ngũ Hành Sơn. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin về thời tiết. Bản tin thời sự của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.